không cố tìm một cuộc sống hoàn hảo như giấc mơ. Mãi mê mà chẳng nhận ra hạnh phúc vẫn luôn sẵn đớn và đẹp biệt mấy. Để rồi đành mơ tuổi thanh xuân và những tinh khôi ở trong lòng. Một đời hơn thua rồi cuộc sống ấy đưa ta đến nơi đâu. Hay là vì sao chiếu ánh sáng rọi vào đêm đen, và hãy sống ý nghĩa phút giây đời mình. Hãy trao đi những yêu thương, những nỗi âu lo buồn đau tan biến. Chẳng cần phải cố sống như một xoáy ca giữa đời, ta trôi hết những nỗi gánh đua như mây trời. Bỗng nhiên cuộc đời lại đẹp như giấc mơ. Hay là vì sao chiếu ánh sáng rọi vào đêm đen, và hãy sống ý nghĩa phút giây đời mình. Hãy trao đi những yêu thương, những nỗi âu lo buồn đau tan biến. Cần phải cuộc sống như một xoáy ca giữa đời, trôi hết những nỗi gánh đua như mây trời. Bỗng nhiên cuộc đời lại đẹp như giấc mơ. Chẳng cần phải cuộc sống như một xoáy ca giữa đời, ta trôi hết những nỗi gánh đua như mây trời. Bỗng nhiên cuộc đời lại đẹp như giấc mơ. Tiêu Nhân, em gái tôi đi đâu mà sao lâu về quá vậy? Tôi đói bụng quá à. Ráng đợi một chút nữa đi. Cô ấy nói với tôi là cô ấy đang trên đường về đó. Ủa? Em gái về rồi. Hãy đi dọn cơm nha. Chào anh. Đi shopping à? Dạ. Tôi đi với Ngọc. Anh chuẩn bị đi du lịch thám hiểm vào ngày mai đi. Ngọc đã đồng ý rồi đó. Tôi sẽ sắp xếp một vụ tai nạn giả ở bìa rừng. Lúc đó anh có thể ra tay cứu cô ta. Vậy là anh có thể chứng minh được tấm lòng của anh đối với cổ rồi. Nhưng còn ba của tôi, phải nói với ông ấy làm sao để ông ấy cho chúng ta rời khỏi Body and Life để đi du lịch. Chuyện đó anh đâu cần phải lo. Bởi vì anh cứ để đó tôi lo đi. Chỉ cần cha con anh quá giải thù hận với nhau, tôi có bị đuổi gì cũng xứng đáng mà. Tôi muốn báo cáo về tình hình của giám đốc Gia Huy, và tôi cũng có một đề nghị với chủ tịch. Cô cứ nói đi. Tôi đã xem lịch làm việc của Body and Life trong mấy ngày tới, cũng không có gì quan trọng. Tôi muốn đề nghị với chủ tịch, tôi có thể cùng giám đốc Gia Huy đi nghỉ một ngày được không ạ? À? Nếu như chủ tịch không bằng lòng, tôi có thể gác lại chuyện này. Tôi sẽ lựa thời điểm thích hợp hơn và nói chuyện cùng giám đốc Gia Huy sau. Thôi được rồi, tôi sẽ đồng ý để cho hai người đi cùng nhau. Nhưng cô phải thực hiện theo ba điều như sau. Thứ nhất, cách 3 tiếng, cô phải báo cáo tình hình với tôi một lần. Thứ hai, là cô phải làm đúng với trách nhiệm của mình. Thứ ba, là quan trọng nhất, cô phải thuyết phục được nó đồng ý, làm theo yêu cầu của tôi. Cô hiểu chưa? Tôi biết rồi, thưa chủ tịch.
đúng là buồn cười. Không ngờ bà tôi lại tin lời của cô đến như vậy. Cô đã tính khi về phải nói như thế nào với ba tôi chưa? Chuyện đó cũng dễ thôi mà. Chỉ cần hôm nay anh giải quyết thành công với Kim Ngọc. Hy vọng là vậy. Thủy à, cô có sợ con Nghĩa trong vùng này không? Không, tôi nghĩ con Nghĩa cắn chết tôi mới sợ. Con Nghĩa cắn không chết thì mắc mới gì mình phải sợ. Vậy hả? Thủy à, nè. Làm gì vậy? Bỏ xuống. Nè à. Bỏ xuống đi. Bỏ xuống. Này cắn đâu có chết đâu mà sợ. Nhanh lên bỏ xuống đi mà. Tôi quan trọng. Anh này đi vô rừng cắm trại rồi còn dẫn theo nữ trợ lý xinh đẹp, chắc chắn là có ý đồ đường tối đây mà. Ê, cô cũng đang vô rừng chạy dắt tôi theo đó, đừng có nói là có ý đồ gì với tôi nha, không có cửa đâu cưng. Dẹp đi, anh không có cửa với tôi đâu ha. Gì? Không đến rồi. Vì là người không chỉ một mình cô bé. Thiên Ân với ai? Kêu Thiên Ân đi theo để bảo vệ cho Ngọc mà. Con ở đâu ra vậy? Ngọc, sao tình cờ vậy? Có gì đâu mà tình cờ. Có gì đâu mà thắc mắc. Đúng rồi. Ông đi với nữ trợ lý xinh đẹp tới đây cắm trại được thì tôi cũng đi nghỉ dưỡng được vậy. Vậy chúng ta không xuất phát cùng một điểm nhưng lại gặp nhau ở một chỗ. Ông đừng có mà hiểu lầm. Tôi không có cố ý hay là vô tình gặp gỡ với ông đâu nha. Sao cũng được, nhưng mà chúng ta lỡ gặp nhau rồi, cắm trại chung cho nó vui hả? Ủa, đây là lời mời hay là lời đề nghị bắt buộc vậy ta? Tôi sao cũng được. Nè Ngọc, phải rồi đó, chúng ta vô tình gặp nhau, mình đi chung cho vui ha. Thì tới đây rồi sao cũng được. Hay quá. Nè, tôi với cô cùng nhau qua kia đi. Ở trong đó hả? Đi. Nhưng mà không đi với ông ta nha. Biết rồi, vậy có hai đứa mình thôi được chưa? Thiên Ân, anh hãy lại cất đồ rồi phụ dựng liều nha. Ê, cho tôi đi với. Đi chụp hình bên đó vui lắm á. Với lại ở bên đó nguy hiểm, tôi lo cho Thủy lắm. Yên tâm đi, không có lạc gì hết á. Tôi đã từng tới đây cắm trại hồi năm đại học năm thứ nhất rồi. Wow. Không có cái vụ đi lạc. Nhưng mà tôi... Thôi, người ta đã nói là anh ở đây dựng lều đi. Tụi tôi đi chút xíu rồi sẽ quay lại liền. Xong rồi á, mình sẽ có thời gian đi chơi với nhau. Dù sao á thì chúng ta còn nhiều thời gian để vui vẻ bên nhau mà. Đúng rồi. Đúng không? Chúng ta có thời gian vui vẻ bên nhau ha. Rồi chúng ta bắt sâu ha. Ở lại đây đi nha. Đi thôi. Đây, tôi cầm cho. Không cần đâu, anh ở lại dọn dẹp đi. Ê, chị tôi lấy đồ nha. Nhớ kế hoạch mà chúng ta đã bàn không? Không khí trong lành quá à. Tôi không ngờ ở trong rừng thì đáng sợ như vậy mà ở ngoài này thì lại đẹp như vậy đó. Tôi đã nói với Ngọc rồi mà, nếu như Ngọc không theo tôi ra đây thì Ngọc đâu có thấy được cảnh đẹp này.
Nè, chụp hình không? Ừ, chắc chắn là phải chụp hình rồi. Nhưng mà chụp bằng điện thoại thì phí quá. Ngọc có mang theo máy chụp hình không vậy? Cầm giùm tôi chút đi. Wow, đi đây, tôi chụp cho Ngọc. Thì chụp giùm tôi nha. Rồi, Ngọc đứng bên đó đi. Chụp nha. Yeah. Rồi, ngồi xuống đây. Đẹp không dạ? Thôi chết rồi, máy chụp hình hết pin rồi nè. Nè, Ngọc có pin dự phòng không vậy? Ngọc có mang, nhưng mà để ngoài lều rồi. À, hay là để Ngọc chạy về lấy nha. Thôi đi, tôi về lấy cho. Tôi rành đường ở đây, Ngọc không biết đường mất con bị lạc lắm. Tôi sẽ về dưới đó lấy giùm cho. Hay là đi chung đi. Thôi, tôi đi nhanh lắm, tôi quay lại liền á. Nè, ở đây cảnh đẹp lắm, ngắm cảnh rồi đợi tôi nha. Gì vậy ta? Cái hàng là chờ điện thoại của mình rồi mà. Nói đi một lát là về, vậy mà bây giờ còn chưa trở lại nữa. À, điện thoại. Ôi, điện thoại hình như chị ta cầm luôn rồi. Bực mình quá. Không biết cô ta đi đâu nữa. Hay. Sao Thủy với Ngọc đi chụp hình bây giờ này vẫn chưa về ta? Anh có gọi được cho Thủy không vậy? Điện thoại mất sóng hay sao không gọi được? Còn Ngọc? Tôi biết hai người đó đang ở đâu không? Theo tôi. Ê, chờ tôi. Có khi nào chị ta đang giở trò gì không ta? Cho nên mới mang theo cái điện thoại của mình. Đáng ghét. Tôi sẽ cho chị biết tay tôi.
Thủy nói đây là điểm hẹn gặp nhau mà, sao không thấy ai hết vậy? Anh nói gì vậy? Thủy đâu? Ngọc đâu? Tôi không hiểu gì hết. Chắc là họ ở vòng vòng đây thôi. Bây giờ tôi với cậu chia ra hai hướng đi tìm. Nhớ là khi tìm được, tìm chỗ nào cao gọi điện thoại, hoặc là hét lớn lên báo hiệu nha. À, tôi biết rồi. Ngọc ơi! Thủy ơi! Ngọc ơi! Thủy ơi! Hai người đang ở đâu vậy? Thủy! Ba chào! Thủy ơi! Thủy! Ba chặt ơi! Thủy ơi! Thủy! Ba chặt! Ba đang ở đâu vậy? Thiên ông ơi! Thủy ơi! Thủy ơi! Ngọc ơi! Thủy ơi! Thủy ơi! Thủy Ngọc ơi! Thủy ơi! Ngọc ơi! Thủy Ngọc ơi! Hai người ở đâu vậy? Sao không? Nè, anh! Anh định làm gì vậy? Thủy đi! Không làm vậy là không chết tiền nữa. Thank you.
chân tôi. Đừng có dùng vậy nữa con đẻ. Thả tôi ra. Giữ rồi. Buông ra. Bác sĩ. Thả ra. Ngọc ơi, Thủy ơi. Ngọc ơi, Thủy, Ngọc. Ông làm gì tôi vậy? Thả tôi ra. Thiên ơi. Buông tôi ra. Ngọc, Ngọc, Ngọc. Bình tĩnh, bình tĩnh, không sao. Nghe. Không sao, bình tĩnh nha, không sao. Không sao hết. Bình tĩnh, bình tĩnh. Chồng anh. Nè, hai người có sao không? Dạ không. Cái tên đó có tháng sao rồi làm hiếp cô gái này. Có sao không? Dạ. Có sao không cô? Dạ không. Dạ cảm ơn anh. Cậu, phụ tư đưa hắn về đồn. Dạ. Không sao rồi, không sao rồi. Ủa, mà anh, sao các anh biết tụi tôi ở đó mà tới cứu vậy? Thì chúng tôi là kiểm lâm, đi tuần tra thường xuyên, nên kịp phát hiện hai anh chị ở trong rừng. À, lần này thật sự cảm ơn anh. Nhờ anh mà chúng tôi đã bắt được một tên săn trộm rất nguy hiểm. Trời ơi, tôi mới là người cảm ơn các anh mới đúng á. Không có mấy anh tới hả, em không biết làm sao mà đưa bà chàng lửa ra khỏi rừng luôn á. Anh nói là bà chàng vậy? Thôi, coi như tôi đã xong một nhiệm vụ. Lần này cảm ơn anh chị. Cũng nhờ anh chị mà chúng tôi đã bắt được tên thợ săn. Rất cảm ơn anh chị. Thôi, tôi dạ. Chào anh. Dạ. Anh giữ gìn sức khỏe nha. Dạ, cảm ơn anh. Chào chị. Dạ, dạ. Chào anh. Anh sao rồi? Mà nè, mai mốt mà anh còn nói xấu tôi nữa là coi chừng tôi đó nha. Dạ, bà chàng. Mà nè, Gia Quy với lại Như Thủy đâu rồi? Cô thấy hai người họ không vậy? Không, cái bà Thủy đó đó, nói với tôi là đi về lấy cái máy ảnh chút xíu rồi quay lại liền. Vậy mà đi mất tiêu, bỏ tôi ở lại đó luôn. Còn Gia Quy thì sao ta? Lúc đó tôi đi tìm Thủy nè, còn Gia Quy đi tìm Ngọc đó. Ai ngờ đâu tôi gặp cô trước. Tìm tôi chứ gì nữa. Bác sĩ ơi, bệnh nhân Gia Quy bị nhiễm độc rắn cắn, đang có dấu hiệu sốc kháng thể, xin bác sĩ đến ngay. Rắn cắn là sao? Cô ơi, được không? Ông Gia Quy bị rắn độc cắn. Ủa? Là sao? Bệnh nhân bị trúng độc rắn độc, hiện đang xảy ra tình trạng sốc kháng thể. Ủa cô, sốc kháng thể có chết không cô? Xin hai người bình tĩnh, hiện tại bác sĩ đã cấp cứu. Làm ơn. Thủy. Chân Thủy bị gì vậy? Anh Quy sao rồi? Chân Quy chỗ này nè. Thủy, rắn cắn là sao? Hả? Tôi xin lỗi Ngọc. Thật ra tất cả mọi chuyện này đều do Gia Quy. Anh cũng thử coi trong lòng của Ngọc anh đang có vị trí như thế nào, cho nên mới bày ra cái chuyện đi cắm trại này. Thật không ngờ không ngờ lại xảy ra tai nạn như vậy. Là lỗi là do tôi. Do tôi. Sao lại như vậy? Tại sao ta lại ngốc nghếch như vậy chứ? Ngọc ơi, tôi xin Ngọc, Ngọc có thể đừng trách Gia Huy được không? Đừng trách anh Huy nữa. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho ảnh nha. Cầu nguyện cho ảnh mang tay qua nạn khỏi nha Ngọc. Nha. Yeah.
Cầu trời cứu Phật phù hộ cho Gia Huy. Tôi rất thất vọng về cô đó cô Thủy. Cô không cần phải làm gì hết đó. Tôi đã cho xe cấp cứu tốt nhất xuống dưới đó đưa thằng Huy về Sài Gòn rồi. Còn cô, kể từ ngày hôm nay cô không cần phải tới đây làm việc nữa. Tôi chính thức đuổi cô đó. Đúng là con với cái mà. Qua cơn nguy kịch rồi, sao mặt của Thủy buồn hiu vậy? Tại vì tôi thấy gì tôi mà anh đang nông nổi này. Tôi thấy có lỗi quá. Nếu là tôi á, tôi cũng sẽ làm vậy thôi. Mà nếu tôi nằm trong đó á, Thủy có lo cho tôi giống vậy không? Anh có biết vì sao mà chúng ta có chuyến đi bữa nay không? Vì sao vậy? Là vì Gia Huy và Ngọc. Sao? Sao lại có chuyện đó được? Thủy yêu Gia Huy, sao Thủy lại ghép Gia Huy với Ngọc? Là sao? Tôi không hiểu. Tôi cũng giống như mọi người, giống như anh. Ai cũng nghĩ là Gia Huy đang yêu Ngọc. Ừ. Nhưng mà sự thật không phải là như vậy. Sự thật là... Là sao? Ngọc chính là con gái ruột của anh Gia Huy. Cái gì? Ngọc là con của Gia Huy hả? Phải. Tôi không thể nào kể hết mọi chuyện cho anh nghe được. Nhưng mà anh tin đi, đó là sự thật. Bữa nay tôi muốn hàn gắn hai cha con họ. Nhưng tôi không nghĩ là gặp sự cố này. Tự nhiên mọi chuyện này xảy ra nông nổi này. Trong suốt thời gian qua Ngọc lừa tôi. Ngọc nói á, Gia Huy là kẻ thù của cổ, cho nên kêu tôi á là tìm đủ mọi cách để trả thù ông ấy. Tôi không ngờ cô ấy luôn lợi dụng tôi để trả thù người thân ruột thịt của mình. Thế nghe là Gia Huy và Ngọc, hai cha con họ phải xa nhau từ lúc Ngọc mới sinh lận kìa. Và tại sao Ngọc lại trở nên như vậy thì tôi không muốn hỏi thêm. Nhưng chắc có nhiều sự thật Ngọc chưa biết, nên Ngọc rất hận cha của mình. Ngọc hiểu lầm là Gia Huy bỏ rơi cổ, không yêu thương cổ, nên Ngọc bị tổn thương vì thấy bị bỏ rơi, cho nên mới gây ra những hành động như vậy. Anh đừng trách cô ấy. Vậy là Thủy tổ chức chuyến đi dã ngoại này là để hàn gắn hai cha con họ sao? Ừ. Những chuyện xảy ra ngày hôm nay, nếu như Gia Huy có chuyện gì, tôi sẽ ân hận cả đời. Thủy đừng có lo lắng quá. Gia Huy cũng qua cơn nguy kịch rồi. Với lại Thủy nhìn lại mình kìa, chân cẳng như vậy đó. Thủy cũng xém mất mạng về cha con họ chứ bộ. Thủy à, Thủy đừng có lo chuyện đó nữa. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ cho Thủy, chăm sóc cho Thủy. Cảm ơn. Thủy, cười lên đi. Cười. Cô y tá ơi. Dạ. Người đàn ông trong đó sao rồi?
ông ta có bị nguy hiểm đến tính mạng không? Anh ấy đã ổn rồi, nọc độc đã được lấy ra hết. Tuy nhiên do anh ấy bị sốc phản vệ ở tuyến dưới nên chúng tôi cần phải theo dõi ảnh vài ngày. Dạ tôi cảm ơn. Dạ. Cô tính giấu tôi tới chừng nào nữa? Anh nói gì? Tôi không hiểu gì hết trơn á. Cô nói với tôi, Gia Huy là một kẻ thù đối với cô, là một người không ra gì. Nhưng thực chất ông ta chính là cha ruột của cô. Cô tính giấu tôi tới khi nào hả? Ai nói cho anh biết chuyện này? Ai nói cho tôi biết thì điều đó có quan trọng hay không? Tôi không hiểu sao một người con lại muốn cha ruột của mình bị thất bại, bị sỉ nhục như vậy là sao hả? Anh thì biết gì mà nói chứ. Đúng, đúng là tôi không biết, cho nên mới giúp cô đối đầu với cha ruột của mình. Cô còn nợ tôi một lời giải thích. Nếu như mà cô không giải thích rõ ràng chuyện này thì tôi với cô chấm dứt hợp đồng. Tôi không muốn giúp cô tiếp tay đối đầu với cha ruột của mình. Được rồi, anh đi theo tôi. Đi đâu? Tới chùa Linh Ứng. Chùa Linh Ứng. Alo, Thủy hả? Hôm nay con xin phép mẹ, con sẽ nói cho người đàn ông này biết tất cả sự thật về ông ta. Thiên Ngân, anh nghe cho rõ từng lời từng chữ tôi nói với anh ngày hôm nay. Xem tôi có phải là đứa con bất hiếu hay là không. Cách đây 18 năm, mẹ tôi làm giúp việc cho nhà ông Quốc Cường. Gia Huy lúc đó còn rất trẻ tuổi, thấy mẹ tôi xinh đẹp nên đã cưỡng hiếp mẹ tôi. Sau khi thỏa mãn dục vọng thì chính ông ta đã nói vu oan cho mẹ tôi và một gia đình họ phải đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà. Gia Huy, cô còn dám ở đây hả? Bi cô đây, nhanh lên. Anh sao vậy? Tôi nói đi, Bi. Tại sao anh lại đối xử với mẹ con em như vậy? Em đang mắng thai mà, Gia Huy. Nè, đừng đem cái bào thai ra mà uy hiếp tôi. Chết đi, biến đi. Gia Huy ơi, Gia Huy, em xin anh mà. Tránh ra, đừng có đụng vào người tôi. Gia Huy ơi, đừng bỏ mẹ con em mà. Đi ra. Gia Huy ơi, đừng bỏ em. Đi. Gia Huy ơi, Gia Huy, em xin anh mà. Lúc mẹ tôi mất thì tôi còn quá nhỏ nên không kịp cảm nhận tình mẫu tử thiêng liêng như thế nào. Và cha tôi thì không thừa nhận tôi, nên tôi đã được người tốt bụng cứ mang tôi và đem tôi sang nước ngoài sinh sống. Còn ông ta, sau khi cưỡng hiếp mẹ tôi, đã bỏ rơi mẹ con tôi. Ông ta chưa bao giờ coi tôi là con cả, không một lần hỏi han xem tôi còn sống hay đã chết. Trời ơi, đó là sự thật đây. Tại sao Thọng nói hoàn toàn trái ngược với những gì anh ấy đã nói với mình kia chứ?
Nhưng rõ ràng là bây giờ ông ấy rất quan tâm cô mà. Giả tạo. Ông ta chỉ đang cố gắng bù đắp cho tôi thôi. Cho dù bây giờ ông ta có làm gì đi nữa thì tôi cũng không bao giờ tha thứ cho ông ta đâu. Vậy sao cô gọi ông Cường là bà nội? Đó chỉ là màn bao che thân phận của tôi thôi. Ông Cường chính là ông nội của tôi. Chắc là ông cũng thấy hối hận, cho nên mới bỏ tiền ra để nuôi dưỡng tôi. Nhưng mà tôi không quan tâm. Điều tôi quan tâm bây giờ là làm cho Gia Huy phải mất tất cả. Sao cô trẻ con quá vậy? Cô chỉ vì hận một mình Gia Huy mà cô cư xử tệ với tất cả những người đã từng đối xử tốt với cô hả? Cô Dung, ông Cường, đến cả tôi nữa. Tôi không làm nữa đâu. Anh phải làm. Tôi không cho phép anh được dừng lại. Cô đúng là một đứa trẻ con vừa hiếu thắng mà lại vừa không biết nói dối lòng mình nữa. Tại sao cô lại ở bệnh viện để xem tình hình ông ấy? Chứng tỏ là cô vẫn còn quan tâm ông ấy. Cô đừng tự lừa dối chính bản thân mình. Đừng hận ông ấy nữa. Nhưng mà vì ông ta bỏ rơi mẹ tôi, bỏ rơi cả tôi nữa, tôi sẽ không bao giờ quên. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho những việc làm kém cỏi của ông ta đâu. Anh đi đi, để tôi ở lại đây một mình với mẹ tôi. Con tỉnh rồi sao? Cô Dung. Ba con vừa mới về nghỉ ngơi. Ở đây chỉ có một mình cô thôi. Sao? Con thấy trong người khỏe chưa? Con thấy khỏe nhiều rồi. Trong lúc con nằm đây không có ai tới thăm con hết ha. Thật ra thì ba con không muốn cho ai vào thăm hết, vì sợ làm phiền con thôi. Alo. Tôi biết rồi. Được rồi, tôi sẽ tới liền. Cô có chuyện phải đi một lát, con cứ ở đây nghỉ ngơi đi. Lát nữa cô sẽ mang thức ăn vào cho con nha. Dạ, cô Dung cứ việc đi đi, con tự lo được mà, không sao đâu. Con nghỉ ngơi đi nha. Thiên Ân. Chạy. Ông vậy là tốt rồi. Chuẩn bị tinh thần đi. Chuẩn bị tinh thần để tôi hỏi tội ông đây. Tôi làm gì mà còn phản ứng với tôi như vậy hả? Già rồi mà còn giả nai hả? Tội cưỡng hiếp rồi bỏ rơi chính con gái ruột của mình, có đủ để mà tôi đối xử như vậy với ông chưa? Bỏ rơi, cưỡng hiếp. Ngọc nói như vậy với cậu hả? Ông còn không ngạc nhiên khi mà tôi hỏi ông những câu đó? Vậy là ông đã thừa nhận những hành vi bỉ ổi của mình rồi đúng không hả? Cậu đừng kết tội người khác khi chưa có bằng chứng xác thực.
Mau đưa tôi tới chỗ cô ấy, tôi muốn giải thích với cô ấy. Nhanh đi, không còn kịp thời gian đâu. Ngọc, con. Ai là con ông? Tôi không có một người cha hèn hạ, bỉ ổi và vô trách nhiệm như ông. Bà giờ biết hết mọi chuyện rồi. Vì là mười mấy năm nay con đã hiểu lầm ba bỏ rơi mẹ con của con, cho nên con mới lạnh lùng hận thù ba tới như vậy. Hiểu lầm hay không, chính ông là người hiểu rõ nhất. Từ nhỏ tôi đã nghe đầy tai về ông rồi. Tôi chẳng có thời gian ở đây mà nghe những lời nói suông của ông đâu. Ngọc à, tất cả những thời gian con ở nước ngoài ba đều biết hết. Nhưng mà ba không được phép nhận con là con ruột của mình. Tất cả là tại vì gia phong của gia đình, cho nên ba mới bị ép buộc phải làm như vậy. Thật sự ba rất thương nhớ con những năm tháng qua. Những gì ông nói hoàn toàn trái ngược với những gì tôi biết. Tôi chỉ tin những gì mình nhìn thấy. Còn ông, tôi chưa bao giờ nhìn thấy tình yêu thương ông dành cho tôi. Ngọc à, con chính là người mà ba yêu thương nhất. Mà phải làm sao để con tin ba đây? Người con gái tôi thương yêu nhất sao nghe quen vậy ta? Ký của Gia Huy. Đúng rồi, rất có thể đó là manh mối. À, nhật ký hả? Tôi không biết. À, sao cô lại đột ngột chạy tới đây hỏi vậy thôi à? Bởi vì tôi nghe đâu thằng Gia Huy định nhận lại con bé Ngọc đó. Mà cuốn nhật ký đó lại là bằng chứng để cho hai cha con nó nhận nhau. Thật vậy sao? Tại sao ta lại như vậy chứ? Một đời hơn thua rồi cuộc sống ấy đưa ta đến nơi đâu? Hay là vì sao chiếu ánh sáng rọi vào đêm đen? Trả lại cho tôi. Nếu còn hôm nay, tôi sẽ không bao giờ tha cho cậu đâu. Vậy ta sẽ đối xử công bằng với ba. Ai sẽ là người nói cho ba biết rằng ba phải làm thế nào để thằng con ích kỷ hiếu thắng như con? Phải tuân phục, nghe lời và sống xứng đáng với niềm tin tưởng của gia tộc. Ai? Ai sẽ nói cho ba biết đây? Nhưng mình sẽ không bỏ rơi tôi. Thủy sẽ đứng bên cạnh tôi để hàn gắn cho tôi và con gái của tôi. Có phải vậy không? Thủy, dù có chuyện gì xảy ra, tôi hy vọng Thủy hiểu và tin tôi. Nè, tự nhiên về đây chi vậy? À, chắc là có ai đó bị đuổi. Cô nghĩ sao mà tôi bị đuổi vậy? Tôi nói cho cô biết nha, tôi tự bỏ nhà đi. Tại vì tôi không có thích cái kẻ mà đã làm cho cô buồn nhiều. Bị đuổi việc ở công ty rồi. Với lại Thủy cũng muốn tránh mặt Gia Huy. Ngọc có thể nào cho Thủy vô đi ở vài ngày được không? Nhưng mà ba, con gái con hận con là điều mà đau đớn nhất của người cha. Ba không hay, hay là ba giả vờ không hiểu vậy ba? Ông chủ, ông chủ.